10 địa điểm được website Smoky Mountains của Mỹ công bố về mức độ an toàn cho du khách khi đi du lịch một mình. Hội An, tỉnh Quảng Nam, Việt Nam đứng ở vị trí đầu tiên. Các điểm đến khác có tên trong danh sách còn có Kyoto, Nhật Bản, Ljubljana, Slovenia, Madeira, Bồ Đào Nha, Queenstown, New Zealand, Naples, Florida, Reykjavik, Iceland, Santa Barbara, California, Praha, Cộng hòa Séc và Munich, Đức. Trang web này chỉ ra rằng tỷ lệ tội phạm về móc túi, hành hung, bắt cóc, làm hại tại Hội An là thấp nhất trong số các địa điểm được bình chọn. Đây là những điều mà những người chọn đi du lịch một mình vẫn thường xuyên lo sợ. Những trải nghiệm về mức độ an toàn khi đi du lịch một mình sẽ ảnh hưởng đến quá trình trải nghiệm của họ ở một vùng đất, địa phương. Mức chi phí rẻ cũng là điểm cộng cho Hội An từ những du khách thích khám phá trải nghiệm một mình. Thành phố di sản Hội An từ lâu đã trở thành điểm đến yêu thích của khách nước ngoài bởi vẻ đẹp cổ kính, trầm mặc. Bên cạnh đó, thành phố hướng đến là một điểm du lịch thân thiện với nhân tình, thuần hậu. Huấn luyện viên Philippe Chusie và Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF vừa đạt thỏa thuận chấm dứt hợp đồng ngay trong đêm 26 tháng 3. Đội tuyển Việt Nam thua 0-3 trước đội tuyển Indonesia là do nước tràn ly, khiến huấn luyện viên Chusie không thể tiếp tục công việc. Huấn luyện viên Philippe Chusie đã cảm ơn sự hỗ trợ, ủng hộ tích cực từ các cầu thủ, các câu lạc bộ, VFF cũng như người hâm mộ. Huấn luyện viên Philippe Chusie cũng gửi lời xin lỗi tới người hâm mộ Việt Nam vì thành tích của đội tuyển chưa đáp ứng được sự kỳ vọng. Về phần mình, VFF ghi nhận những nỗ lực đóng góp của ông Philippe Chusie trong thời gian vừa qua khi luôn làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, sự chuyên nghiệp cho công việc. VFF xin lỗi người hâm mộ bóng đá nước nhà vì thành tích của đội tuyển Việt Nam trong thời gian qua chưa đáp ứng được mục tiêu đề ra, đồng thời mong người hâm mộ sẽ tiếp tục đặt niềm tin và sự ủng hộ cho bóng đá Việt Nam nói chung, các đội tuyển bóng đá quốc gia nói riêng. Cuộc họp giữa thường trực VFF và huấn luyện viên Philippe Chusie bắt đầu dự kiến diễn ra vào sáng 27 tháng 3. Tuy nhiên, đội bên quyết định ngồi đàm phán ngay trong đêm. Ông Chusie đồng ý kết thúc hợp đồng và chấp nhận mức đền bù hợp lý, không phải toàn bộ hợp đồng. Lần đầu tiên trong lịch sử có một huấn luyện viên bị người hâm mộ hô vang đòi từ chức ngay trên sân Mỹ Đình trong trận đấu chính thức của đội tuyển quốc gia Việt Nam. Việc đội tuyển quốc gia Việt Nam liên tiếp để thua Indonesia không chỉ đóng sập cánh cửa đi tiếp ở vòng loại World Cup 2026 mà còn cho thấy thất bại cả về chiến lược dài hạn của VFF lẫn ông Chusie. Trong hơn một năm dẫn dắt đội tuyển Việt Nam, huấn luyện viên Chusie có 15 trận đấu giao hữu và chính thức cùng các học trò. Ông thua 10 trận và thắng 5 trận, chiến thắng chủ yếu xuất hiện ở các trận đấu gặp đối thủ yếu. Tại SEA Games 32, huấn luyện viên Chusie để thua U23 Indonesia trong trận bán kết.